Tin sau đây cho biết tiểu thương rất bất mãn vì đã bị huyện chặn xe sầu riêng thu thuế giữa đường. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 8 loan tin, thì một chủ vựa thu mua sầu riêng của người dân trên địa bàn huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã bày tỏ sự bất mãn vì bất ngờ bị nhà cầm quyền huyện Krông Bắc chặn xe container có trọng tải chở hàng 15 tấn để thu 9 triệu đồng tiền thuế theo thông tư 92. Sự việc này đã khiến cho chủ vựa tài xế không đồng ý, còn các nhà vườn thì kéo tới hiện trường quay video, chụp hình đưa lên mạng xã hội để phản đối. Một chủ vườn sầu riêng tại xã Eyong nói rằng, do dịch COVID-19 cho nên mấy ngày gần đây, giá sầu riêng từ 60.000 đồng cho 1 kg đã rớt xuống còn 35.000 đồng cho tới 45.000 đồng cho 1 kg, đã khiến cho người dân buồn rầu. Nay thì nhà cầm quyền huyện lại hành xử như trên, thì giá sầu riêng lại rớt xuống nữa, thì người dân sẽ càng thêm khổ. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu là giám đốc công ty xuất nhập cảng Chánh Thu cho biết, cách áp thuế của huyện Krông Bắc là dành cho sầu riêng đã bán có doanh thu, trong khi sầu riêng trên địa bàn huyện thì chưa có thương hiệu để bán đi dễ dàng. Phần lớn phụ thuộc vào thị trường trôi nổi, lợi nhuận của các công ty thu mua không ổn định. Công ty chưa có doanh thu nhưng phải đóng lãi vay, nay lại bị nhà cầm quyền thu thuế, khiến cho họ không biết phải làm gì để tồn tại. Trước sự việc trên, thì ông Đinh Xuân Diệu là chủ tịch ủy ban huyện Krông Bắc thừa nhận là có chuyện nói trên. Bà Ngô Thị Minh Trinh là phó chủ tịch huyện giải thích rằng, nhà cầm quyền thu thuế dựa trên doanh thu sầu riêng gồm có 1% thuế giá trị gia tăng và 0.5% thuế thu nhập cá nhân.